Hôm nay chị Nguyễn lại review và gửi đến cô chú anh chị mình một mẫu nhà giá rẻ nằm ở trên trục đường Long Phú nha. Ở đây mình di chuyển ra bến xe buýt Hương Long chỉ có khoảng 500m thôi nha cô chú anh chị, và mình di chuyển ra trục đường Đoàn Nguyễn Tấn thì chỉ khoảng mất khoảng tầm khoảng 200m thôi là tới bến trục đường Đoàn Nguyễn Tấn rồi. Và cái ngoài này là cái đường nhựa 5m nha cô chú anh chị, đường nhựa 5m, đường nhựa Long Phú 5m. Mình di chuyển vào nhà mình là khoảng 70m nha. Đó, và đường vào nhà mình là đường xe hơi có thể di chuyển vô tới nhà luôn. Đó, thì ở đây thì cô chú anh chị mình quan sát sơ thì ở đây dân cư ở rất là đông luôn nha. Ở nhà cửa thì san sát nhau, dân cư ở rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình di chuyển về trung tâm quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, như quận 7 rồi đó. Thì mình di chuyển mất tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi, khá là lượng tiện luôn. Thì ngôi nhà của mình thì chỉ có hơn tỷ xíu thôi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình gán theo dõi có khoảng nữa bây giờ em chị sẽ báo giá chính xác cho cô chú anh chị mình luôn. Và ngôi nhà của mình là có cái diện tích là ngang 4m, dài tặng 10m luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà này là đặc biệt cái là mua nhà được tặng đất luôn nha cô chú anh chị, tặng đất miễn phí cho cô chú anh chị mình luôn, khá là rộng rãi luôn. Thì đây là một cái cổng rào của một cái khu dân cư ở trong đây. Ở trong đây có khoảng 10 mấy căn nhà nha cô chú anh chị. Thì ở đây người ta đã họp lại là người ta làm cái cổng rào tự quản lý của khu phố của mình nha, nên rất là an tâm và khá là an tâm luôn. Đó, trộm cắp rồi không có vô nhà được nha cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị mình tiến thẳng vào bên trong để mình khám phá ngôi nhà của mình nha. Đó, thì ở đây dân cư ở rất là đông rồi nha cô chú anh chị, rất là đông luôn. Ở đây dân anh mấy người ở hàng xóm á rất là thân thiện và dễ chịu nghe cô chú anh chị, rất là nhiệt tình luôn. Ở đây thì được mấy cây này cô chú anh chị, cây xanh nào vòng vòng ở xóm á, ta trồng quá trời luôn. Cây tươi, cây khế rồi nè cô chú anh chị, cây khế rồi. Trồng rau nữa nè cô chú anh chị, của cái anh chị hàng xóm trồng rau luôn, rau quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Và đây là cái mẫu nhà anh chị sẽ gửi đến cô chú anh chị mình đây. Cái mẫu nhà này đó cô chú anh chị, đường có thể là đường xe ô tô mình chạy vô tới nhà luôn nha. Đó, đường ô tô tới nhà. Diện tích xây nhà của mình là diện tích ngang 4m mà dài tặng 10m luôn. Mà hiển thị trên sổ là ngang 4 dài tặng 16 nha bằng nha cô chú anh chị. Đó. Thì ở mặt diện ngoài á, ở ngoài sân này thì cũng đã được chủ nhà đã làm cái mái che tiền chế cho gia đình mình rồi nha. Đó, thì ở đây là đặc biệt là ngôi nhà này mình mua nhà được tặng đất luôn nha cô chú anh chị. Nó tặng nguyên một cái sân trước luôn nè. Và luôn một cái sân bên hông nữa cô chú anh chị. Đó, khá là thoải mái luôn cô chú anh chị ơi. Cái sân khá là rộng luôn nha. Đó, khá là rộng rãi luôn. Cô chú anh chị mình giờ mình thấy khá là rộng rãi luôn nha. Đó, và cũng được bên chủ nhà đã be hàng rào xung quanh rồi, xung quanh hết rồi nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị mình muốn nó an toàn hơn nữa thì mình có thể be thêm lên trên, mình be rào qua đây luôn. Đó, thì ngôi nhà của mình được bán với mức giá chỉ có 1.370.000.000 thôi cô chú anh chị. Đúng 1.370.000.000 luôn nha. Đó, sở hữu ngay một ngôi nhà một trệt và một lầu. Nó có hai phòng ngủ nha cô chú anh chị, và một khách và một nhà vệ sinh. Thì cái sân này cũng khá là rộng luôn cô chú anh chị. Và cô chú anh chị mình có thể đậu được một chiếc ô tô cũng là khá là thoải mái luôn. Đó, thì ở đây rất là mát luôn nha. Ở đây là giáp kênh Bình Chánh luôn cô chú anh chị. Phía này là Bình Chánh, còn qua mép đây là phía bên đây nhà của mình là thuộc về Long An, còn bên qua bên mé bên đây là nó thuộc về Bình Chánh nha cô chú anh chị. Đó, về cô chú anh chị mình ở đây có cái mương nè, có cái kênh của nhà ta cô chú anh chị. Đó, nhà ta có thả cá nè, về đây mình có thể làm con câu cô chú anh chị. Mình ngồi nhậu á, xong mình buồn buồn mình làm con câu, móc mấy con trùng rồi vô á, bỏ xuống câu luôn, dính cá lên mình chiên mình nhậu luôn, khá là hợp lý luôn cô chú anh chị ơi. Về cô chú anh chị mình có thể chặt dừa nước luôn, có dừa nước nữa nè cô chú anh chị. Về chặt ăn thoải mái luôn, không ai la gầy hết trơn cô chú anh chị, quá là trời thoải mái luôn. Thì đây là cái mẫu nhà anh chị sẽ gửi đến cô chú anh chị mình. Qua ngôi nhà người ta thiết kế cho mình là hai lớp cửa bảo vệ nha. Lớp cửa đầu tiên á là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nè cô chú anh chị, là sắt hộp nha, sơn tĩnh điện và cánh bốn cánh, khá là an toàn luôn. Bước vào trong nữa là thêm một lớp cửa cửa kính, cũng là cửa bốn cánh luôn cô chú anh chị, cũng là cửa bốn cánh. Nó cũng là sắt sơn tĩnh điện nha, và kính là kính cường lực nha cô chú anh chị. Và ngôi nhà của mình là được là sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, sổ hồng riêng
ngân hàng có thể hỗ trợ mình 50-70% luôn nha. Đó, và cá khá hợp lý luôn. Và được bán với mức giá chỉ là đúng 1.370 triệu thôi, chú anh chị, đúng 1.370 triệu luôn là mình sở hữu ngay một ngôi nhà ngang 4m dài tầng 10m luôn nha. Cái đó là cái sử dụng đất của mình thôi, mà trên sổ là ngang 4m dài tầng tới 16m là ngay cô chú và anh chị. Đây là cái không gian phòng khách của gia đình mình nè cô chú anh chị. Đó, thì cũng là được lót gạch là 60x60, đá bóng kính cũng khá là sạch sẽ luôn. Thì ở trên thì cũng đã được lót ốp lát và gạch lên tầm 1m4 cho gia đình mình rồi cô chú anh chị. Đó, về cô chú anh chị mình có con em nhỏ hay quấy phá rồi hay là nó hay vậy vẽ vậy lên tường á, giờ mình lau chùi cũng khá là dễ dàng luôn nha. Đây là cái mặt đối diện của phòng khách thì cũng đã được bên chủ nhà người ta là ốp lát từ dưới lên trên, đá gạch nổi nha cô chú anh chị. Và cũng đó là cho mình có những bậc hộp này nè, về mình có thể trang trí rượu hoặc là mình để sách, mình để những quà lưu niệm vào đây cô chú anh chị, cũng giúp cho cái phòng khách mình khá thoải mái luôn nha. Đây là có cái những bậc tam qua nè, đó, về cô thao trang trí luôn nha cô chú anh chị. Thì ở trên trần là trần thạch cao nguyên khối nha, đó, cũng có đèn thức hai nè và đèn lo và đèn led cho gia đình mình rồi. Thì hôm nay chị Nguyễn á, xuống quay ngay ngày cấp điện á, nên cô chú anh chị mình thông cảm cho chị Nguyễn nha, cũng quá không gian nhà biết nha cô chú anh chị. Thì trước khi không gian nhà sau đó thì cũng được bên chủ đầu tư người ta đã thiết kế cho mình một nhà vệ sinh ở dưới chân cầu thang nha, đặng mình tiết kiệm cái ngôi nhà của mình lợi nha cô chú anh chị, giúp cho ngôi nhà mình sẽ rộng rãi hơn. Đó, và đây là cái không gian nhà bếp nha cô chú anh chị. Đây là cái không gian nhà bếp thì cũng khá là rộng rãi nha, được thiết kế theo cái chữ L nha cô chú anh chị. Chữ L, mặt đá là đá ba cương đó, và tủ trên và tủ dưới đó, bằng gỗ nha cô chú anh chị. Đặc biệt là ngôi nhà mình có cái không gian cửa sổ ngay bếp luôn nha, khá là thoải mái luôn. Về mình nấu nướng rồi mình mở cửa sổ ra cũng khá là dễ lau chùi luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà này của bà chị Tám á, là bà chị Tám đang ở, nhưng mà giờ chị Tám á, đã có con á, đi nước ngoài á, nên hiện tại giờ á, chị Tám đang cần tiền để chị Tám đi qua nước ngoài định cư nha cô chú anh chị, nên gửi bán lại cái mức giá cũng khá là mềm luôn, chỉ có 1.370 triệu thôi nha chú anh chị. Đó, con của chị là trong hết tháng này á, con của chị đã về gước chỉ về bản rồi, nên chỉ nhờ bên tụi em lâu xuống review và bán gấp giùm cái căn nhà này để chị qua bên định cư bên nước ngoài với mấy cứ con của mình nha. Đó, nếu cô chú anh chị mình xem đến đây á thì cảm thấy cái ngôi nhà này hợp với mình á thì liên hệ ngay cho chị Nguyễn nha, chị Nguyễn sẽ dẫn cô chú anh chị mình xuống tham quan và trải nghiệm thực tế luôn. Đó, thì nhớ đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Và đây là đường bước lên đường lên trên nha cô chú anh chị, thì đá là đá hoa cương đó, đá hoa cương thì lối đi cũng khá là rộng rãi luôn nha. Và chị Nguyễn mời cô chú anh chị mình lên trên để mình khám phá không gian từ trên nha. Và nhà của mình hiển thị trên sổ là ngang 4m dài tặng tới 16m luôn nha cô chú anh chị, nhưng mà mình xây nhà thì có là ngang 4m thôi, dài tặng 10. Đó, nó có một trệt và một lầu, có hai phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên ở trên, cũng khá là rộng rãi luôn nha cô chú anh chị, khá là rộng rãi luôn, thì cũng đầy đủ tiện nghi nha. Đó, như cửa nè và đèn ngủ và đèn thứ hai, đặc biệt là con phòng mình có view cửa sổ ở đây, mình mở ra rất là mát luôn. Đó, ra đây mình mở ra rồi mình thấy phong cảnh ở ngoài luôn nha cô chú anh chị, ở ngoài này không khí rất là trong lành luôn nha. Đó, thì cô chú anh chị mình á xem đến đây rồi thì nhớ đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha, để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Hôm nay chị Nguyễn đi review nhà này ngay ngày cấp điện á, nên nó hơi tối nên cô chú anh chị mình thông cảm cho chị Nguyễn nha. Đây là cái nhà vệ sinh ở trên thì cũng được lót gạch từ dưới lên tận cao luôn, nó khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Thì cũng là đầy đủ nha, bồn rửa mặt và bồn cầu, giò sen, giò xịt đồ đầy đủ tiện nghi cho gia đình mình sử dụng luôn nha. Đây là văn phòng thứ hai, wow, cũng khá là rộng luôn nha cô chú anh chị, khá là rộng rãi luôn nha. Đó, ở đây thì nhà chị Tám á, thì cũng ở rồi nên chị Tám đã mới sơn phết lại thôi nha cô chú anh chị, sơn phết lại cho mới để gửi bán đến cô chú anh chị mình. Tại vì chị Tám có con nước ngoài hết tháng này thì con đã về rước chị đi qua bên nước ngoài ở rồi, nên bán ra nhanh nên để lại một mức giá khá là mềm để cô chú anh chị mình luôn nha. Chỉ có 1.370 triệu thôi, sổ hồng riêng và với diện tích là ngang 4m dài tặng 16m luôn. Đó, được hưởng thêm một được tặng một khoảnh đất ở bên hông luôn cô chú anh chị, khá là mát mẻ luôn. Đó, đây là cái phòng thứ hai thì cũng đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị. Và ngôi phòng thứ hai thì có một cái view ở ngoài khá là mát luôn nha cô chú anh chị, khá là mát mẻ luôn. Đó, đây là cái view ở ngoài. Về cô chú anh chị mình chiều đi làm mệt mỏi á, mình về mình ra ngoài này mình đứng mình không gió đâu cũng mát luôn. Đó, nên cô chú anh chị mình dòm trước thì ở đường xăng nhà mình á thì có thể chậu được một chiếc xe ô tô nho nhỏ nha cô chú anh chị, khá là mát luôn.
Nhà của mình là giáp ganh Bình Chánh luôn cô chú anh chị. Ở đây là của mình là Long An, nhưng mà chụp qua bên kênh bản là nó là thuộc về Bình Chánh nha cô chú anh chị. Khá là hợp lý luôn. Giờ chị Nguyễn mời cô chú anh chị mình đi xuống dưới để chị Nguyễn sẽ tóm tắt sơ lại đường đi và vị trí chính xác ngôi nhà mình nha. Đó, và ngôi nhà của mình thì nằm ở ngay đường Long Phú nha. Ngay đường Long Phú, ngay đường Long Phú mình di chuyển ra ngay đường trục đường Đoàn Nguyễn Tấn nha cô chú anh chị. Chỉ khoảng có 200m thôi. 200m thôi nha cô chú anh chị. Nha, nó 200m và mình di chuyển ra bến xe buýt Hưng Long á thì mất tầm khoảng 500m. Khá là thuận tiện và khá là gần luôn, mình đi chợ búa đâu á, mình đi trong vòng bán kính chỉ có khoảng 700m là có đầy đủ tiện nghi cho gia đình mình luôn, như trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, điện máy xanh thì mình đi vòng vòng chỉ có bán kính 700m thôi là có đầy đủ rồi nha. Đó, thì ngôi nhà của mình là diện tích là hiển thị trên sổ là ngang 4m, dài tận 16m nha. Đó, thì được bên chị Tám á gửi bán lại với mức giá chỉ có 1.370.000 thôi, đúng 1.370.000 luôn nha cô chú anh chị. Thì có cái phảnh xăng ngoài này để mà đậu ô tô cũng khá là rộng rãi luôn. Đó, thì cũng là được tặng bên thêm một phần đất ở phía bên lúc đầu clip em chị cũng đã nói với cô chú anh chị mình đó. Đây cái phần đất này đây, nó cũng khá là rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Đây, đó, phần đất này thì cũng được bên chị Tám be hàng rào đầy đủ hết rồi, be hàng rào đầy đủ hết rồi. Về cô chú anh chị mình chỉ cần be thêm nữa thôi. Đó, thì cũng khá an tâm, về có con nít đồ chạy nhỏ được cũng khá an tâm nha. Thì xem đến đây rồi thì cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha, để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Thì bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn á cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất chính chủ nha. Đó, thì ngôi nhà này chị ngôi nhà và chị Nguyễn xin nhắc lại, ngôi nhà này chị bán với mức giá đúng 1.370.000 thôi nha cô chú anh chị. Hồ sơ chi phí giấy tờ thế má là bên chị Nguyễn sẽ bao toàn diện cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình chỉ cần thanh toán cho chị Nguyễn đúng 1.370.000 thôi. Đó là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một ngôi nhà khá là rộng rãi luôn. Đó, và sổ hồng riêng nha cô chú anh chị. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video lần sau.